Hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm cái bảng ngọc dành cho vị tướng Pháp Sư, đó chính là vị tướng Easy. Thì cái vị tướng này là một vị tướng cũng mới ra thôi, nhưng mà cũng ưa chuộng trong một thời gian đầu. Nhưng mà càng dần về sau thì mình thấy cũng không có được ưa chuộng lắm, tại vì cũng ít thấy chơi. Nhưng mà cái vị tướng này á, là một vị tướng Pháp Sư xả sát thương liên tục, nên là mình lên ngọc á, thì mình phải lên cho vị tướng này cái tốc chạy và cái tốc đánh nó phải có một cái mức độ ổn định tương đối tốt, thì vị tướng này nó xả sát thương nó mới nhanh nha, chơi nó mới tốt. Thì sau đây mình sẽ đi vào cái bảng ngọc. Đầu tiên ngọc đỏ 10 viên, mình sẽ lên là công phép và siêu nhấp phép là 10 viên. Tiếp theo là 10 viên ngọc xanh thì mình sẽ lên là tốc đánh nè và siêu nhấp phép 10 viên luôn. Còn ngọc tím thì mình có hai sự lựa chọn, một là lên 10 viên tốc đánh tốc chạy, còn hai là mình lên 6 viên tốc đánh tốc chạy. 4 viên còn lại mình sẽ ưu tiên lên cho hút máu phép nha. Thì đây là cái phần bảng ngọc dành cho vị tướng Easy. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần phù hiệu và cái trang bị của vị tướng này. Về cái phù hiệu thì mình sẽ chọn cái thằng quan. Mình chọn cái phù hiệu thằng quan nha, sẽ giúp cho vị tướng này nó cấu ghẻ và nó nhanh liên tục. Phía dưới này thì mình sẽ chọn cái ma quả. Khi mình chọn ma quả thì giúp cho vị tướng này khi mà tung chiêu hoặc là đòn đánh thường trúng tướng địch nó sẽ cộng dồn cái sát thương. Khi mà nó cộng đủ cái sát thương rồi, nó sẽ gây ra một cái sát thương phép lớn, và đồng thời cái thời gian hồi chiêu của nó sẽ giảm mạnh đi, một cái thời gian hồi chiêu nó nhanh hơn. Chính thủ bên đây mình chọn cái cường công sẽ giúp cho vị tướng Easy nó sẽ cộng dồn được công vật lý và công phép nha. Tiếp theo mình sẽ vào cái phần trang bị, cái phần cuối cùng nha mọi người. Thì trang bị của vị tướng này thì mình chia sẻ cho mọi người là có 5 cái trang bị. Thì 5 cái trang bị của vị tướng này mình sẽ lên như sau, nên là mọi người gắn nhớ cho mình nha. Cái trang bị đầu tiên mà khi đối đầu với tem bạn đồng đều giữa sát thương vật lý và sát thương phép thuật, thì món đầu tiên là chiếc giày kiên cường, món thứ hai là chịu bùng nổ, món thứ ba chính là xuyên tâm lệnh, món thứ tư là dương niệm ha, hay kết nha. Và món thứ năm này mình có thể là cái quả cầu quan xưa nha mọi người. Cuối cùng là sát thánh luôn. Thì cái trang bị này khi đối đầu với tem bạn đồng đều giữa sát thương vật lý và sát thương phép thuật nha. Còn nếu mà gặp tem bạn có cái nguồn sát thương vật lý mạnh thì chỗ cái chữ mồm nổi này nè, mình sẽ lên cái mặt nạ Baegis nha mọi người. Đó, lên mặt nạ Baegis. Còn nếu mà mình gặp tem bạn có những cái vị tướng mà hồi phục mạnh thì chỗ mặt nạ Magit này nè, mình lên cái sách chi hồn. Đó, khi mà gặp tem bạn có nhiều tướng hồi phục mạnh nha. Và tiếp theo nữa, khi mà gặp tem bạn có cái nguồn sát thương phép thuật mạnh thì mình sẽ lên sách chi hồn này, mình không lên nha, mình lên siêu tâm định món thứ hai, món thứ ba chính là di điểm hay kết, và món thứ tư là lên cái huy chương trôi mọi người. Khi gặp tem bạn là sát thương phép thuật mạnh nha thì mình lên cái này. Và cái trang bị cuối cùng là mình sẽ chia sẻ cho mọi người là cái trang bị mà khi đối đầu với tem bạn có nhiều cái vị tướng châu bò, tức là nó lên full tăng nhiều quá, thì mình sẽ lên cái món rất là quan trọng luôn, khắc đỡ đòn, chính là cái trượng hổ mang. Ở đây thì mình sẽ lên cái mặt nạ Baegis. Đó, xong rồi. Đây là cái trang bị mà khi đối đầu với tem bạn có nhiều cái vị tướng mà châu máu thì mình lên cái này, khắc rất là mạnh vào những cái vị tướng đó nha. Thì đây là cái phần mình chia sẻ về bản ngọc cũng như là trang bị phù hiệu dành cho vị tướng Easy ở mùa này. Đây là hết nha, mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.